Sáng nay, Đà Nẵng tổ chức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng CES 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên, các trường đại học, cao đẳng, trung học, các quỹ đầu tư, cơ sở ươm tạo, các tổ chức, chuyên gia, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các đối tác quốc tế. CES 2023 với chủ đề Khát vọng sông Hằng khơi nguồn sáng tạo và thông điệp Đà Nẵng thành phố đổi mới sáng tạo. Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động khởi nghiệp của thành phố. Thông qua sự kiện, Đà Nẵng mong muốn góp phần thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực các chủ thể trong hệ sinh thái, kết nối mạnh mẽ mạng lưới chuyên gia, cố vấn và đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp và thu hút sự quan tâm, tham dự, kết nối đầu tư giữa các thành tố của hệ sinh thái trong và ngoài thành phố, cũng như đối tác quốc tế. Trong khuôn khổ sự kiện có 3 hội thảo xây dựng Đà Nẵng thành phố đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa, triển lãm các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ra mắt không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng Seoul, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, kết nối cung cầu sản phẩm, doanh nghiệp khoa học công nghệ, tổ chức và trao giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.